Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi tiếp tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại giáo phận Thanh Hóa. Dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, giám mục giáo phận Thanh Hóa thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng chào mừng và gửi tới Tổng giám mục Marek Zalewski cùng các thành viên trong đoàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Giới thiệu tiềm năng, lợi thế riêng biệt và thông tin tới Tổng giám mục Marek Zalewski tình hình phát triển kinh tế sôi của Thanh Hóa, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết, trong thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, vùng miền, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Phát triển kinh tế luôn đứng tốt đầu cả nước, các hoạt động văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, trong thành tích chung của tỉnh Thanh Hóa có sự đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo giáo phận Thanh Hóa. Đồng bào công giáo Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhiều người công giáo là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn nhấn mạnh mối quan hệ giữa cấp ủy chính quyền tỉnh thanh hóa với tòa giám mục giáo phận các giáo sứ ở thanh hóa là hết sức tốt đẹp luôn đồng hành cùng nhau chia sẻ chăm lo cho đời sống nhân dân trong đó có đồng bào công giáo đặc biệt hiện nay tỉnh thanh hóa đang phối hợp tích cực chặt chẽ hiệu quả với tòa giám mục thanh hóa để đưa đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ an cư lạc nghiệp. Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng cho biết, tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, đảm bảo các hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với giáo lý, cùng hướng tới mục tiêu chung là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thanh Hóa luôn đồng hành, chia sẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật đối với những đề xuất kiến nghị của tòa giám mục, các giáo phận, giáo sứ trên địa bàn tỉnh. Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, và mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội với cấp ủy chính quyền địa phương trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, mặc dù thời gian đến thăm Thanh Hóa không nhiều, nhưng đã cảm nhận được sự thân thiện, tinh thần hiếu khách của tỉnh Thanh Hóa. Tổng giám mục Marek Zalewski nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Tòa Thánh Vatican đã có sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên tinh thần, hợp tác và tình bạn. Tổng giám mục mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động của tín đồ công giáo ở địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa giám mục với cấp ủy chính quyền tỉnh thanh hóa qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh vatican và chính phủ việt nam